Em sẽ phải dán cái bản hợp đồng này lên đây để anh còn ghi nhớ các điều khoản, vì em rất ghét tranh luận. Anh cũng lo cho em lắm đó. Kể từ bây giờ em phải dọn dẹp tất cả quần áo, phải giặt giũ, ủi, rất là cực đó. Cảm ơn. Từ khi em sinh ra cho đến năm em 20 mấy tuổi, không có anh, em vẫn sống tốt, có sao đâu. Nhưng mà không có mẹ Ngọc bên cạnh để chăm sóc cho em như lúc trước đâu. Kể cả là như thế thì cũng không đến lượt anh phải lo, ok? Rồi, tôi cũng chẳng rảnh đâu mà đi lo cho người dưng. Bây giờ xin mời người dưng đi về phòng. Kích nhờ. Sao? Người dưng. Ừ. Tôi. Chứ sao? Cũng được. Thì chẳng phải á, chúng ta đã thỏa thuận với nhau là xưng hô anh em trước mặt mọi người thôi, đúng chưa? Ê, tính đi đâu đây? Kể từ bây giờ, khu vực phòng khách là của tôi, vì tôi đã nhường phòng lớn cho cô rồi. Cũng được, tôi sẽ nhường cho anh. Ê, tính đi đâu đây hả? Lấy cái sạc dự phòng. Đứng yên đó. Nhớ, đây là khu vực bất khả xâm phạm nghe chưa? Không thèm. Có được vô nữa đâu mà thèm. Tiếu này không ngờ tay nghề không lục mà vẫn ngon như ngày nào, quá giỏi. Ồ, bạn cùng nhà vậy rồi à? Kể từ bây giờ tôi sẽ không ăn ở ngoài nữa, bởi vì tôi bị dị ứng bột ngọt, tôi sẽ tự nấu ở nhà. Bếp tôi không dùng thì anh cứ dùng thôi, chẳng có tâm. Mà ăn ít thôi, sẽ nhẹ bụng. Thời gian để mà làm việc khác. Khoan, sao lấy sữa bé của tôi uống vậy? Nội quy là không được dùng đồ của người cùng nhà. Tôi nghĩ á, cô nên đọc kỹ nội quy trước khi cô dán lên. Mà lỡ có muốn uống rồi á, thì cô uống đi, tôi không chấp. Nhưng phải mua đền lại cho tôi gấp 3 lần. Không thèm. Thèm thì thôi. Hôm nay là thứ mấy bạn chọn nhở? Tưởng ngày dùng máy giặt của bạn là ngày hôm qua cơ mà. Nhưng mà cả tuần tôi mới giặt đồ 1 lần. Chẳng lẽ tôi bắt đồ giờ đi làm lại sao? Ô, chịu. Vâng. Trước khi mà anh bôi bác người khác ấy, thì anh cũng phải đọc kỹ lại cái hợp đồng đi. À mà, cái bàn là hơi nước ấy mới là của Trung. Còn cái bàn là mini mà mang đi du lịch ấy là của tôi. Hay là anh mua lại đi, tôi bán rẻ cho. Cô. Gấp 3 thôi chú mấy. Ơ kìa, tôi bán rẻ cho. Chào bác sĩ Phương. Chào bác sĩ Phương ạ. Anh Phương. Hả? Hôm nay hết giờ làm là anh đi du lịch luôn ạ. À, hôm nay ngoài trời nắng đẹp quá. Sau những ngày mưa cho nên là
Anh muốn thử đổi phong cách thôi. À, thế ạ. Thôi, em xin phép đi làm việc ạ. Phải rồi. Hôm nay nắng đẹp, cho nên là tâm trạng của bác sĩ cũng trở nên yêu đời. Đồ hơi lố tí, nhưng mà cũng có thể thông cảm được. Chào bác sĩ Phương. Tình trạng đã ly hôn, sản xuất bởi Viettel Media.